I'm Law from Team Two Boy. I'm Lắng. Yeah, we are Law Lắng. Yeah, yeah. Từ từ tình tay bạn từ đầu đang cần quét cái thời gian nè. Sống thế thì lạc quan, đừng có mà dừng ngang lại với đất trời bạn. Từ từ tình tay bạn từ đầu đang cần quét cái thời gian nè. Sống thế thì lạc quan, đừng có mà dừng ngang lại với đất trời bạn. Có đôi lúc bị nạn từng tư suy nghĩ thì cạn kiệt, các đam mê đã hết sụp sôi, chẳng tụi mình đi đến kết cục rồi. Và có những khi bình phàm không làm được chuyện gì đành đam, gian khó đến từng ngày, nhà lòng it's gonna be okay. Oh baby, thôi thắc kia chờ ta, ngày ngày cố gắng ta không lỡ là thành công sớm trong cuộc sinh hoa. Chẳng được mới vẫn còn không mở ra, rồi sau đó có bao nhiêu là lời được mập, sao vẫn tại ôi sao đời thường thật. Chắc nghe thấy khen là chuyện đã thương nhập người không dừng lại là người đang tuyên dương ngắm vàng sự khởi đầu nàng 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 bắt đầu nản chậu nản không đầu hàng xứng danh đứng đầu bản phải sự khởi đầu nàng 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 bắt đầu nản chậu nản không đầu hàng xứng danh đứng đầu bản lên tuổi. It's gonna be okay. Tôi tâm hồn cùng chạy theo thứ ta tôn dùng. Từ nhìn thuyền cứ chạy vào giờ sáng đã không trùng tiên và tiên. Từ tiên chút để khiến em đến xứ của ta sẽ viết nên câu chuyện. Để chiến và chiến thắng cần có sự cố gắng vượt qua khó khăn. Nhưng em kia ô tô đâu bị kẹt rap bi kịch với cả bê thảm nè. Hà chỉ trích đời hả hê ta đơn tu độc mã phía con đề ra để mà theo đuổi với đam mê nha. Vừa bị cười ta cũng quạt sự đời, tiếp tục chơi bạn cũng chạy từ tới. Không như hơi bạn cũng không như lời, thằng không tình nơi nghỉ ngơi còn không nghỉ tới. Bạn sự khởi đầu nàng chàng nàng bắt đầu nản chậu nản không đầu hàng xứng danh đứng đầu bản và sự khởi đầu nàng chàng nàng bắt đầu nản chậu nản không đầu hàng xứng danh đứng đầu bản. Let's do it. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be, it's gonna be. I'm Law from Team Two Boy. I'm Lắng. Yeah, we are Law Lắng. Bạn thấy tôi đang làm gì không? Tôi đang lo và tôi rờ. Người ta gọi là lo rờ. Cô biết ông chờ đến lúc đây người còn yêu nhất đi từng giây. Và cũng muốn con theo nghệ thuật vì con đường này chắc chắn chắn. Rồi sợ rồi sẽ bị lầm trong khi con mãi mơ đắm đắm. Nhưng con sẽ không dừng lại dù về cuộc thế giới đủ đời. Chỉ còn một niềm tin duy nhất con sẽ cố để mai sau này thay đổi đời. Nhiều người họ ít sau băng, chúng con họ như vết dấu găm. Điều họ cần là cảnh quay cùng bên mắt giao thừa họ mất bao năm. Thành
cũng như vừa không nghe được có một cái và tất cả xót bảo đi là phải nói cũng như nói là phải nghe. Đâu cái những gì mà mình nói phần mềm mong đang chờ một chút cảm xúc cho em nhé. Yeah, let's go. Anh cũng vậy, trong một lòng lo từ phong cách làm và đi sống trọng không giống như người trong sách. Anh tháo bỏ sự cổ điển đi, anh muốn khi mọi người gặp anh họ bảo là anh trông hot. Yeah, anh có con xe hay bắn, làm vợ anh xong anh cho em sanh hai bé. Right, em xin không cho ai sánh. Tình yêu anh dành cho em thì em lo vai trắng. Những cái tình này dành cho em không phải là những lời giả dối. Say quên cả lối. Vì em là bảo bối, anh không thể sống với em chỉ muốn bên em cả tối. Yeah. Em chịu cưới long hông, anh hứa anh sẽ bỏ những cái thói lông bông, sẽ không đi sớm về muộn để em đợi trong mong. Tèm là con ngựa cho em cự nhong nhong. Hey, như một nước ngoài căng thẳng, ở trong anh lúc nào cũng lo. Oh yeah, anh chỉ muốn anh băng thẳng vì chuyện nói tôi đứng để cho nhau. Đâu mà sân thu em đều tươi vui, đơn giản trơn tru bơ vẹn vui vui. Em là thỏ trắng, anh là sói và mày săn vật. Yêu là phải nói cũng như nói là phải đắng. Chuyện đó từng sang những người anh em hổ lao riêng bỏ đi. Hãy đưa cánh tay lên nào rap beat. Chúng là một thước phim và khoảng thời gian ta bên nhau là dữ liệu cần thêm vào. Anh là chi, thêm một khí Tony đi. Một điều mà em muốn nói ra kết quả đã có hay chi. Gọi là một vinh dự chưa nói tới trình vợ hay. Yên tâm là đêm nay em sẽ hết mình ở đây. Em cũng thẳng như lượng chạy lông, đôi lúc đi ngược càng dông. Nhưng tôi cũng chỉ cần cố gắng thì đến một ngày cũng được chạy công. Khi công thăng như một con quỷ luôn trong trực để vô lấy tôi. Có thêm động lực để chăm chỉ và mình đã làm được rồi đó thôi. Mong mọi người lúc nào cũng vui như đứa trẻ con và tuổi mới. Nên chúc mọi người tốt lành và chúc ngủ ngon vào buổi tối. Tự coi mình là con thuyền lạc và âm nhạc là ngọn hải đăng. Nên yêu là phải nói cũng như nói là phải ăn. Yêu bản thân, yêu mọi người, yêu chị Su, yêu nụ cười, yêu đến lời răng đế của ba mẹ khi có ôm thi còn lười. Yêu chị Su, yêu anh Rick, yêu anh T, anh Rematic, yêu anh Quy, anh Binzy, yêu cả ekip chương trình vì để cho em cơ hội lên TV. Khi giờ biết không cần phát, tôi vẫn rap thật là ác, mang ý chí của một chiến binh tự như vô cực cứng cáp. Lời tâm sự khúc khoát, lét game pha trôi ngược hướng khác. Và tôi yêu chương trình này vì để cho tôi được đứng rap. Yeah. Rap Việt 20 giờ thứ bảy trên HTV2 V Channel. Xem ngay ngoài hàng Anh có vô Vion VIP và 4 kênh cá cộng chỉ 149.000 đồng. Xem Rap Việt phát sóng đầu tiên trên Vion.